Vâng, thưa quý vị khán thính giả của William Trust Media Network, hôm nay chúng tôi lại có một cái cuộc nói chuyện với lại cô Đinh Lan qua cái cầu truyền hình giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thưa quý vị. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu với lại quý vị cô Đinh Lan ở bên đầu dây bên kia. Hello Đinh Lan, và xin Đinh Lan gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của William Trust Media Network, Đinh Lan. Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý khán giả xem kênh của anh Nam Quang, Media Network. Dạ. Xin chào mọi người. Rồi, Đinh Lan ơi, theo đúng cái tin mà Đinh Lan vừa mới gửi ra cho kênh William Trust Media Network đó, thì là với lại cái tiêu đề là Đinh Lan nói là vào ngày 29 tới tháng 12 thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị bắt ngay tại tòa. Thì mình đi thẳng vào vấn đề là Đinh Lan trình bày cho quý vị là tại sao lại Đinh Lan lại tuyên bố một cách chắc chắn như vậy, Đinh Lan. Dạ, tại như thế này, mọi người biết là khoảng là 9 tháng qua bà Nguyễn Phương Hằng đã lên trên mạng vu khống, bôi nhọ, làm nhục rất là nhiều người, từ giới nghệ sĩ cho đến giới nhà báo, và đòi tấn công 48 tờ báo của phía Nam. Rồi xong sau đó bà Hằng lại tấn công coi như là Hằng Ni, rồi nhà báo Đức Hiển. Nhưng mà có 6 người được thụ lý cái vụ án mà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, là 6 người là nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hằng Ni, Đinh Thị Lan, ông Huỳnh Minh Hưng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, và Khương Dừa, và chủ tịch công ty Điền Quân, đó là ông Trần Vũ Điền gì đó, ông gì Vũ Điền đó. Thì 6 người thì được xét xử tại vụ án tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tại Bình Dương. Thì đối với vụ án Đinh Lan, tất cả những người kia thì đều bị chửi bới trên mạng, thì bất quá giống như Long Ngô á, phạt 7,5 triệu thôi, nhưng tỉnh Bình Dương thì chưa phạt bà Nguyễn Phương Hằng đồng nào. Ngày hôm nay có vi phạm đi chăng nữa thì cũng là phạt vi phạm hành chính về cái việc là có những cái trên mạng vậy thôi. Đó. Cho nên là ngày hôm nay á, nếu mà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm theo điều 155, 156 bộ luật hình sự về tội vu khống làm nhục người khác thì là hai tội đó, và cái tội theo điều 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ để là xâm phạm quyền lợi ích của cá nhân và tổ chức đó. Thì bắt ba cái tội đó thôi, nhưng thực sự bà Nguyễn Phương Hằng bị cái tội khác. Bà là dùng đất của nhà nước đi thế chấp cho ngân hàng của nhà nước để vay hơn 30.000 tỷ, mất khả năng chi trả. Cho nên ngày hôm nay bà muốn xuyên tạc chính quyền mình bằng cách bà chửi hết người này người kia, để chi? Để cho miễn mà bắt á, thì nói là đất nước này không có nhân quyền. Bà là có một cái quốc tịch thứ hai của đạo Sikh, thì bắt như vậy thì bên kia nó sẽ can thiệp vô, vì bà này bà đứng lên bảo vệ chính nghĩa, bà đứng lên để bạo lực cái những người mà ăn chặn từ thiện thì bắt đã thì hoàn toàn không ai bắt. Cho nên đó là lý do tại sao hơn 9 tháng qua rồi, gần hơn 9 tháng, bước qua tháng thứ 10 mà không có ai xử lý. Nhưng mà Đinh Lan tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã vu khống làm nhục Đinh Lan trên mạng xã hội, thì ngày hôm nay thì cũng vẫn giống như nhà báo Đức Hiển, giống như Hằng Ni, giống như Đàm Vĩnh Hưng, giống như những cái người khác thôi, đó là chửi nhau trên mạng thì phạt vi phạm hành chính à, chỉ tội đó. Nhưng may mắn trời Phật phù hộ sao có vụ án Mai Xuân Cường. Vụ án Mai Xuân Cường thì trong lần trước phỏng vấn trực tiếp á, thì mọi người thấy cái việc là vụ án Mai Xuân Cường là một cái vụ là thằng Mai Xuân Cường đó ở Gò Vấp nó mới nhắn tin cho bả. Thì cái vụ việc này á, thì Mai Xuân Cường đó đến sau này thì là khẳng định 100% Mai Xuân Cường là người của bà Hằng luôn. Đó, lúc 5 giờ chiều thì trên cái Zalo 0976 863 368 và 0931208805 ngày 16 tháng 7 lúc 5 giờ chiều, Đinh Lan đã công bố số điện thoại của bà Hằng và tin nhắn của bà Hằng đe dọa Đinh Lan. Xong sau đó 7 giờ tối thì thằng Mai Xuân Cường nó mới nhắn vô trong cái nick Zalo Bestseller về việc rằng muốn xin 100 ngàn nạp cạc điện thoại để nói chuyện với bà Nguyễn Phương Hằng. Đó. Thì toàn bộ nội dung qua lại giữa Đinh Thị Lan và Mai Xuân Cường chỉ là nội dung là Đinh Lan đã nạp vô 100 ngàn. Qua hôm sau thì bắt đầu bả mới có một cái clip mà Đinh Lan cũng đăng trên hai Zalo đó, mọi người vô đó coi. Thì Đinh Lan cắt một đoạn để đăng trên cái status của Zalo hay số đó về cái việc rằng Đinh Lan là chủ mưu trong vụ bắt
cóc, đe dọa bắt cóc tống tiền bé Huỳnh Hằng Hữu với trị giá 2 triệu đồng. Nhưng bà Hằng có một cái điều này nữa là bà nói rằng thằng đó ban đầu nó xin 2 triệu, nó vì cái vùng Gò Vấp không có ai cứu trợ, nó xin 2 triệu để nó mua thức ăn vì không ai nhớ tới nó. Rồi xong sau đó nó thấy bà không có chuyển, cái nó hạ xuống 500 ngàn. Nhưng miệng của bà Nguyễn Phương Hằng nói là tôi vẫn chuyển 2 triệu cho nó đặt khung 2 của Bộ Luật Hình Sự. Ừ. Anh nhớ trong cái clip phỏng vấn lần trước em cũng nói về điều đó đúng không? Có, đúng rồi. Thì ngày hôm nay tự dưng đùng cái ngày 23 tháng 7 thì nhận được cái tờ giấy triệu tập lần 1 của Công an tỉnh Bình Dương do 5 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương lên tới Công an phường 6 quận Gò Vấp kêu em cho em 15 phút để thay đồ lên để triệu tập lần 1. Là lúc đó là lôi em lên trên xe ô tô để chở em về Bình Dương bắt luôn. Bắt coi như nóng luôn. Bắt nóng Vinh Lan hả? Bắt nóng Vinh Lan hả? Ồ, ok. Bắt nóng Vinh Lan ngày 23 tháng 7 á. À. Xong cái lúc đó em mới nhận giấy triệu tập lần 2. Ngày 24 tháng 7 em mới nhờ anh Nam Quang lên trực tiếp lần đó đó. Anh nhớ anh Nam Quang nhớ ngày 24 tháng 7 không? Có. Mình có lên trực tiếp. Thì sau cái bữa đó mình trực tiếp xong thì buổi tối đó cái đề tài livestream của bả là Trương Quốc Huy và Phản Động. Để chi biết không? Bả muốn đánh em là liên hệ với anh Nam Quang là về việc rằng em liên hệ với Phản Động để chống phá Việt Nam. Đó mới lôi Trương Quốc Huy vô. Thế là Trương Quốc Huy lại nổi tiếng theo cái vụ của bà Hằng. Ừ. Vì bà Hằng bả có một cái tâm lý như thế này nè. Bà muốn kêu gọi một cái sự cộng đồng xem bả nhiều cho nên bà tấn công nghệ sĩ. Từ những cái fan của nghệ sĩ sẽ xem bả. Đó. Thì ngày hôm nay thấy Trương Quốc Huy là một cái người chống phá chửi gì vậy để muốn những cái người mà không có hài lòng về Việt Nam sẽ coi kênh Trương Quốc Huy. Thế là tự nhiên kênh Trương Quốc Huy nổi tiếng lên. Nhưng mục đích Trương Quốc Huy như vậy là tấn công ai? Tấn công em với anh thôi. Là mua cho em là liên hệ với anh là tổ chức phản động nước ngoài. Yeah. Thì nói anh Đăng Quang là Trung Quốc. Nhưng mà em nói cái được, cho dù anh Nam Quang có phản động gì ở nước ngoài, đó là tội anh chịu. Còn tôi ở Việt Nam, anh Nam Quang với tôi là bạn. Nam Quang Tiến Dũng với tôi là một người bạn. Còn bạn mình vi phạm pháp luật, ngay cả cha mẹ con cái mình vi phạm pháp luật cũng là chuyện của người ta. Chuyện ai người đó là người đó chịu. Chứ không thể nào mà tôi liên hệ với anh trả lời phỏng vấn là vì bạn. Thì giúp đỡ lẫn nhau trong những cái việc mà những cái sai phạm. Thì nhờ những cái kênh như anh Nam Quang, rồi chị Thủy In Gầm Family, cho nên là Đinh Lan qua được cái vụ án Mai Xuân Cường. Nhưng ngày hôm nay á, trong vụ án Mai Xuân Cường này thì quý vị khán giả sẽ thấy một điều rằng Đinh Lan nhận cái giấy triệu tập của Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Nói nha, nhắc lại các bà con biết một điều rằng Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một là cấp thành phố, là dưới cấp tỉnh, xử xét xử cái vụ án Mai Xuân Cường. Là tại vì á, trong cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương lúc trước, do điều tra viên Trung tá Hồ Thọ Hải ký cái lệnh triệu tập lần 2 ngày 23 tháng 7. Nè, không biết có nhìn rõ không anh Nam Quang? Rõ đó, nhìn rõ. Rõ nè, ngày 23 tháng 7 năm 2021, Trung tá điều tra viên Trung tá Hồ Thọ Hải giấy triệu tập lần 2. Thấy chữ rõ không? Có, thấy rõ. Giấy triệu tập lần 2. Như vậy thì lần 1 là đòi bắt luôn. Nhưng mà em cũng dữ dằn, em không đi. Thì bắt đầu nó mới gửi tiếp luôn. Không đi lần 1 thì được quyền phát hành luôn giấy triệu tập lần 2. Hẹn em là ngày 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8 năm 2021 tới. Thì tất cả các kênh đều nói là em nên đi. Em không đi như vậy thì không có cái giấy triệu tập lần 3 có thể bắt nắm em tại nhà. Rồi em cố thủ trong nhà, rồi trên lang thang đường phố. Thì nếu em có bị bắt thì xóa kênh. Bà Hằng nói nếu như mà trong vòng 15 đến 20 ngày nữa mà em không bị bắt chết thì thề sẽ cạo đầu và từ giải YouTube. Anh nhớ cái vụ án là bà đòi chạo đầu không? Có, đúng rồi. Rần rộ. Thì bây giờ vụ án ngày hôm nay đưa ra tòa để xét xử, thì em đọc cái giấy triệu tập cho mọi người coi nè, nghe là nha. Giấy triệu tập này là của Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, chứ không phải là Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương nha. Cái này là cấp thành phố thôi, là dưới cấp tỉnh. Thì giấy triệu tập Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương triệu tập bà Đinh Thị Lan, sinh năm 1976, nơi cư trú số 140/22 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong vụ án, bị cáo Mai Xuân Cường bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Đúng 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2021, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, địa chỉ 471 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, để .2. tham gia phiên tòa. Mở ngoặc, khi đến tòa án cần xuất trình giấy triệu tập này và giấy tờ tùy thân. Nếu vắng mặt thì phải báo ngay cho tòa án biết lý do.
tập toán Nguyễn Văn Trường. Ừ. Khi mà người ta gửi cho mình giấy triệu tập này mà người ta lại ghi cái dòng chữ là khi đến tòa thì mang giấy triệu tập và giấy tờ tùy thân, nhưng mà nếu vắng mặt thì phải báo, biết lý do là có dư biết không, em chỉ tới là người tham gia bình thường thôi. Ừ. Chứ nếu em là người chủ mưu nhân trong cái vụ án lần trước bà tuyên bố em bị bắt á, thì chủ mưu thì nó bắt em rồi chứ việc gì mà thằng Mai Sinh Cường thì bị bắt rồi. Cho nên cái quyết định mà khởi tố vụ án nó nằm ở phía sau quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Bây giờ các kênh YouTube ở đây bảo là đó, Đinh Lan bắt đầu chuẩn bị là ăn xem cái gì thì ăn đi. Sao tụi nó ngu hết phần thiên hạ vậy, làm gì có cái chuyện mà em bị cái gì trong chuyện này. Em không đi thì em chỉ nói là ok, ngày đó tôi bận tôi không đi được. Tôi còn bận với việc con cái công ty của tôi không đi được cũng bình thường. Tại vì dân cái giấy triệu tập này ghi rõ nó không đi thì phải thông báo cho họ biết lý do sao không đi. Anh hiểu vấn đề không? Cho nên bây giờ các kênh khác đừng xuyên tạc ngày hôm nay lý do tại sao mà bà Hằng bị bắt tại tòa về việc rằng bên tòa án tỉnh thì hôm trước em có đi lên công an tỉnh Bình Dương rồi, tại vì có 6 người được tòa trong như là được công an tỉnh Bình Dương thụ lý vụ này, thì 5 người kia người ta đã lên lấy lời khai hết rồi, còn thiếu mình em. Cho nên nếu không có sự có mặt của em thì họ không có tổng kết để họ triệu tập bà Hằng lên để giải quyết cái vụ tố cáo này được. Cho nên em lên tới nơi mấy ông mừng quá trời luôn, ông nói bây giờ ngoài bộ hối quá chừng mà bây giờ không thể nào xử lý bà này được vì thiếu một người, có 6 người mà bây giờ mọi người lên lấy lời khai hết mà có mình chị Lan không lên. Cho nên là chị Lan lên được tới đây, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Cho nên em về em thông báo với mọi người là em đã đi đi trên Bình Dương về đó, thì bây giờ muốn xử lý anh, em phân tích về cái việc mà bộ công an vô nè muốn vụ việc này xét xử bắt được bà Hằng. Lý do tại sao bắt bà Hằng ngày 29 tháng 12 là bắt bà Hằng để bắt đầu khi mà bắt bà vô rồi á thì bắt đầu mới xử lý tiếp, giống như cái vụ ông Trần Văn Nam nguyên bí thư cũ đó, thì khi bắt vô thì mọi người chỉ thấy là sai phạm của công ty 3 tháng 2 thôi, đúng không, có một vụ đất đai của công ty 3 tháng 2 thôi. Nhưng khi đi vô thì nó khai ra tùm lum hết, nó khai ra cái sai phạm của công ty này công ty kia, cấp đất nghĩa này cấp đất cái kia. Rồi cách đây gần nửa tháng hơn nửa tháng thì bắt phó giám đốc sở tài chính Bình Dương thì nó cũng khai ra vợ chồng Dũng Hằng rồi, nhưng tưởng đâu là bắt ngày 8 tháng 12, nhưng bây giờ nó chuyển qua viện kiểm sát nói là 15 ngày theo quy định pháp luật, 15 ngày bắt đầu khởi tố vụ án thì bắt Dũng Hằng. Nhưng mà bây giờ bắt Dũng Hằng thì còn dính cái vụ Mai Xuân Cường, bắt vô mà bắt rồi mà thả cái miệng của bà luôn qua la, lỡ khi bây giờ bắt ông Dũng trước, bà Hằng ở trong ở ngoài này bắt đầu bà tố lên là quán cán bộ quan chức này ngủ với bà, hay là cán bộ quan chức này lấy tiền của bà là chết mẹ nữa, thối rùm cả nước mình lên. Cho nên là lục lại hồ sơ của vụ án cách đây từ mấy chục năm thì Dũng Lò Vôi là một người như thế nào, được 3-4 đời chủ tịch nước cũ cấp đất, thì bây giờ xử lý như thế nào, xử lý lại những đời chủ tịch cũ hả? Anh hiểu vấn đề không? Cho nên việc ngày hôm nay bắt bằng Dũng Hằng trong vụ Mai Xuân Cường. Anh vẫn còn nghe ha anh qua hả? Vẫn nghe, anh đang nghe. Bắt bà Hằng trong vụ Mai Xuân Cường thì để tất cả những sai phạm, giống như là bây giờ mình đi vào chợ đi, mình đi mua đồ, chẳng lẽ đi vào mình mua một món đồ mình vô, mình đâu có phải kê khai là Đinh Lan hôm nay đi vào chợ chỉ mua một ký thịt thôi, không quá. Khi mà vô trong đó tôi phải mua nhiều món, nhưng mà tôi vẫn nói là tôi đi chợ tôi mua thịt thôi, nhưng mà vô trong đó tôi mua nhiều món. Ngày hôm nay bắt bà Hằng trong cái vụ án Mai Xuân Cường là bà đã vu khống, dùng thủ đoạn đê hèn để muốn tống Đinh Lan vào tù trong vụ án Mai Xuân Cường. Làm gì có cái chuyện mà em chỉ đạo chủ mưu trong vụ thằng Mai Xuân Cường bắt cóc bé Huỳnh Hằng Vũ. Thứ nhất, tiền là trong tài khoản nhà bà. Đúng rồi. Con thì đang đứng bên cạnh bà. Thì làm sao có cái chuyện bà tự động bà chuyển tiền cho người ta từ 500 ngàn bà chuyển thành 2 triệu để Mai Xuân Cường trong cái vụ án là đạt được khung 2 của luật hình sự. 2 triệu cũng chẳng có khung 2. Bà nhầm rồi, 2 triệu là chỉ là khung 1 thôi. Còn là trên 50 triệu mới là khung 2. Thì bây giờ bà chuyển vô vậy bà khả thê lắm. Bà đưa trên mạng bằng chứng em còn giữ hết nè. Chính miệng bà nói ra, bà cố tình bà chuyển. Người ta không hề cưỡng đoạt tài sản. Nếu như phân tích ra thằng Mai Xuân Cường cũng chả hề là cưỡng đoạt tài sản cả. Nó xin bà, nó bây giờ nó khó khăn, nó đói quá. Nó xin bà 2 triệu, không được thì nó sụt xuống 500. Nhưng bà nói, cái miệng bà nói ra trên clip em đăng trên Zalo, cái miệng bà nói ra là bà cố tình chuyển 2 triệu để cho nó đạt khung 2 bộ luật hình sự. Rồi ngày hôm nay, bà nói bà cố tình bà chuyển, bà bao vu cho người ta là cưỡng đoạt tài sản để ra xét xử một cái vụ án mà dở hơi nhất Việt Nam. Thì đó là lý do tại sao mà em tự tin em nói là bà Hằng sẽ bị tội
vu khống dùng thủ đoạn đê hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù trong vụ án Mai Xuân Cường. Chính là tự tin điều đó. Nhưng khi bà Hằng bị bắt vô để cho khép cái mọn bà lại, để bà chính đi xuyên tạc chính phủ Việt Nam mình là không có nhân quyền, bà là người có quốc tịch thứ hai. Nếu như là tôi lên trên mạng, tôi nói chính nghĩa, tôi bóc trần những cái xấu xa của những cái quỹ từ thiện ăn chặn của dân này nọ, mà tôi bị bắt, thì nó lại có phải là thế giới sẽ nhảy vào, các cái tổ chức nhân quyền sẽ nhảy vào nói Việt Nam này lý do tại sao đàn áp một cái người chính nghĩa mà lại doanh nhân mà lại có hai quốc tịch, anh thấy không, người ta sẽ nhảy vô liền. Ngày hôm nay bắt bà Hằng vì cái tội vu khống dùng thủ đoạn đê hèn để muốn tống em vào tù, mà trong cái vụ án này hoàn toàn em không hề có một bất cứ một dấu hiệu nào vi phạm pháp luật về việc chủ mưu bắt cóc thằng bé Huỳnh Hằng Phủ cả. Đó là lý do tại sao em nói là ngày 29 tháng 12 này bà Hằng sẽ bị bắt về cái tội mà vụ án này. Cho nên là hiện tại bây giờ bà lên, bà có chửi ai chăng nữa thì nội cái hơn 30.000 tỷ mà mất khả năng chi trả. Bây giờ mọi bên Bộ Chính trị và bên Bộ Công an vẫn cho bà chửi để thử cho làm sao. Thứ nhất, tiền đất cũng là đất của nhà nước. Nó đi thuê thôi mà khu công nghiệp sống tầng 1, sống tầng 2, sống tầng 3 hay là khu du lịch Đại Nam hay là đất ở Bình Phước này nọ cũng là đất thuê. Đất thuê mà bây giờ á, đất thuê mà nó dùng đất nhà nước đi thế chấp cho ngân hàng nhà nước để nó vay tiền rồi nó đem số tiền 31.000 tỷ đi đâu? Đem Singapore nó mở cái trang trại bên nó mua nhà rồi, đem qua đảo ship rồi, qua ngân hàng Thụy Sĩ rồi, tiền nó tẩu tán đi đâu? Anh phải hiểu là bây giờ nhà nước phải để cho nó lên nó oan đi, nó khoe khoang nó nổ đi để biết được là thế nào nó cũng lộ ra là tiền đó nó đem đi đâu liền. Bây giờ nó nói nó có mấy tỷ đô này nọ, thì bây giờ nhà nước trước tiên là phải thu hồi được đất của nhà nước, là chắc chắn phải thu hồi rồi vì đất thuê mà. Người ta muốn lấy lại lúc nào ta lấy. Nhưng cái tiền của nhà nước, tiền nhà nước là của ai? Là của dân, là tiền dân đóng thuế. Thì bây giờ lấy đâu ra? Bây giờ nó mất khả năng chi trả rồi. Bây giờ nó khùng điên, nó khoe nách, khoe háng, khoe đùi. Rồi nó nói bậy bạ, nó chửi người này, chửi người kia. Nó giả điên, giả khùng để chi? Để lấp liếm cái chuyện cái tội của nó kìa. Thì ngày hôm nay với cái tội danh đó, thì những cái vi phạm đó thì anh biết không? Biết bao nhiêu người bị án chung thân. Thì bây giờ nó có chửi thêm bao nhiêu người nữa, nó có lôi những cái dĩ dãn gì của ai đi chăng nữa thì nó cũng là án chung thân là cao nhất, chứ không có sự bắn nó. Thì nó có chửi thêm 100 năm tù đi chăng nữa thì nó cũng là chung thân. Đó là lý do tại sao mà cứ kéo dài vụ án. Thì bây giờ kéo dài vụ án này thì cái vụ án Mai Xuân Cường, nếu như tòa sơ thẩm mà tất cả những yếu tố đó em có thể đi cũng được, hoặc không đi cũng được. Cho nên bà con, những khán giả coi trên kênh này ở Việt Nam, miễn mà ngày đó đó nha, đi lên coi cái phiên tòa để thử cái tòa Bình Dương xử như thế nào. Còn việc của em thì em đã làm rồi, em cung cấp ở trên đây thì nó nói là chứng cứ, nó nói là vật chứng cần đưa ra xét xử tại phiên tòa nó ghi là không, trong cái quyết định đưa ra vụ án ra xét xử là không, nhưng thực sự em đã làm điều đó với công an tỉnh Bình Dương rồi, là chứng cứ có quyền kiểm soát nhân dân Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, toàn bộ chứng cứ em đưa cho họ hết rồi thì người ta mới thấy rằng em với cho họ là chút xíu, cho họ chút xíu cái chứng cứ là cái gì? Chứng cứ là cái tin nhắn qua lại đó phải không? Đúng rồi, tin nhắn qua lại giữa bà Hằng với em. Cái mốc thời gian bà Hằng nhắn cho em lúc 5 giờ chiều. Thì 7 giờ tối ngày 16 tháng 7 bà Hằng nhắn tin chửi em. Thì em mới công bố cái số điện thoại của bà, tại vì bà nhắn qua Zalo, qua Viber cho nên nó hiện số của bà. Em công bố cái số của bà trên hai cái trang Zalo của em. Thì lúc đó tới 7 giờ tối, tới 6, 5 giờ bà nhắn tin, bà chửi em. Nhắn tin qua lại chửi nhau. Thì tới 7 giờ tối, một tiếng sau, thì có những cái người, hai cái người sát thủ đòi cắt lỗ tai, rồi tạt axit, rồi đòi bắn vô đầu em, đủ thứ hết. Thì cái mốc, cái đoạn tin nhắn đó và số điện thoại đó đều em chụp, em đưa lên Zalo hết rồi. Tới 7 giờ tối, thì thằng Mai Xuân Cường nó mới nhắn xin 100 ngàn. Đến cuối cùng tổng kết những cái mốc thời gian giữa tin nhắn qua lại giữa em với bà Phương Hằng, từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, và ngày hôm sau công bố lên mạng xã hội em là chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền bé Huỳnh Hằng Phủ. Và cái người mà em điều khiển chính là em, người sai đi chính là Mai Xuân Cường. Đó là chứng cứ đó em đã đưa hết cho Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương. Tất cả em in ra 4 bộ màu gồm 50 trang giấy tin nhắn qua lại giữa em Mai, giữa Mai Xuân Cường với Đinh Thị Lan. Và giữa bà Nguyễn Phương Hằng nhắn với em, và những cái tin nhắn đe dọa của những sát thủ đòi cắt lỗ tai, đầy đủ số điện thoại hết. Thì mất thời gian ngày 16 tháng 7 nó hiện lên hết trên điện thoại hả anh? Nào là nhắn
SMS bình thường, nào là nhắn qua Viber, rồi nhắn trên Zalo, nó đầy đủ thì cái mất thời gian lên trên đó. Cho nên là em không có phải là một yếu tố là người chủ mưu trong vụ án. Cho nên là em ngày 29 tháng 12 em tới với phương diện là người tham gia phiên tòa, để tham gia phiên tòa thôi. Nếu em vắng mặt thì em phải báo cho tòa biết, vậy thôi. Thì làm gì có cái chuyện mà em chuẩn bị bắt, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà cho anh hỏi cái này một chút. Dạ. Là nếu như mà cái phiên tòa đó là cái phiên tòa để xử Mai Xuân Cường thôi, thì nếu mà tòa kết tội Mai Xuân Cường thì Mai Xuân Cường mới bị bắt rồi bị xử, chứ còn nó lúc đó nó đâu có dính dáng gì đến bà này, đúng không? Mai Xuân Cường bị bắt mấy tháng nay rồi, đúng, bắt 4 tháng nay rồi, cho nên nó bắt người được, nhưng mà bây giờ nó thả một bắt thì dễ, bây giờ nó thả không được rồi đó, bắt buộc nó phải mở phiên tòa xét xử. Nhưng em nói cho anh, em bật mí cái chuyện này, đó là một cái chuyện thông tin riêng thôi. Đó là việc mà tòa án đây chỉ là một cái cấp để củng cố cho cái đơn tố cáo của em lên công an tỉnh, mà công an tỉnh đang thụ lý 6 người. Thì em tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội theo điều 155, 156 Bộ luật hình sự về tội vu khống và dùng thủ đoạn đê hèn muốn tống tôi vào tù, tôi Đinh Thị Lan vào tù. Cho nên là nếu như yếu tố của bên Mai Xuân Cường trong tòa án của thành phố Thủ Dầu Một xử mà không thấy em là người chủ mưu thì mới kết tội được bà Hằng là người vu khống và dùng thủ đoạn đê hèn muốn tống em vào tù. Cho nên là cái vụ phiên tòa kia chỉ để củng cố cho cái tội mà của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương xét xử bà Hằng, những cái tội danh của bà Hằng bị vi phạm. Còn chửi nhà báo Đức Hiển, chửi nhà báo Hằng Ni, hay chửi Việt Anh, hay chửi người này người kia Đàm Vĩnh Hưng, chỉ là một cái phọt phẹt chửi trên mạng, chỉ là giải trí thôi đó, hài, diễn hài cho mọi người nghe vậy thôi. Cái đó không có yếu tố hình sự, mà là vụ án Mai Xuân Cường mới có yếu tố hình sự. Nhưng mà bắt đầu Nguyễn Phương Hằng để chi? Để khớp mõm bà lại trước cho một cái vụ án tương tự, giống như bữa hổm bắt Nhâm Hoàng Khang. Em nói với anh nghe điều này, em cũng chả sợ mà bị trả thù hay chả sợ bị ai bắt bớ nữa. Bắt Nhâm Hoàng Khang, mọi người chỉ thấy một điều rằng là bắt Nhâm Hoàng Khang thì có thể là trong cái vụ án cá cược bóng đá trên mạng cưỡng đoạt tài sản, no, bắt đó để bảo vệ thằng Nhâm Hoàng Khang đó, tại vì bên phía bên kia chắc chắn sẽ cho khử thằng này liền. Nó có nhiều cái đối tượng bên ngoài khử thằng này liền vì duyên liên quan tới vụ tấn công đài VOV. Thằng kia nó đã khai rồi, nhưng mà bây giờ bắt bà này thì không đủ cơ sở, anh phải không? Khi đầy đủ chứng cứ rồi, bắt được những cái bao nhiêu tới 100+ người tấn công, nó có dữ liệu nó lưu hết trên mạng rồi, người ta đầy đủ chứng cứ rồi thì bắt bà này. Nhưng mà bà này bỏ quá nhiều tội, cho nên khi mà bắt cái vụ Mai Xuân Cường này á thì bắt đầu nó lật ra thêm cái tội, thêm cái vụ án của VOV, tấn công VOV, xong rồi sau đó nó lôi luôn những cái sai phạm nào, bả những cái sai phạm nào, tiền bạc nợ nần gì của ai, mất khả năng chi trả gì đó, lúc đó nó mới xử gom hết một tội trạng lên và tuyên bố cái án chung thân. Chứ bây giờ bắt bả giờ, bắt khơi khơi bắt dữ giờ, mà chửi người ta từ thiện thủy tiên công vinh thì từ thiện vậy, bây giờ chẳng lẽ bây giờ bắt cái vụ bả chửi Trấn Thành, bả chửi người này kia, ủa bất quá vi phạm hành chính thôi chứ có gì đâu mà bắt. Đúng đó, rồi. Nó không có gì là hình sự cả. Đúng, anh thấy không? Mấy cái đó là ngày không, hôm nay không có yếu tố hình sự trong đó. Không có yếu tố hình sự, nhưng mà vụ án Mai Xuân Cường mới có yếu tố hình sự. Bởi vì nhiều khi mà bà con có những người bức xúc nói em là nổ, không có. Chỉ có Đinh Lan mới có thể đưa bà Nguyễn Phương Hằng lại vào tù vì liên quan vụ án Mai Xuân Cường. Cho nên khi xảy ra vụ án Mai Xuân Cường mà trong ngày 24 tháng 7 mình like lần trước, em rất là mừng khi mà bà vu khống em về cái tội là coi như là tống tiền, chủ mưu tống tiền. Trời giúp mọi người đó, chứ bây giờ không khử xử lý được bà này rồi. Chứ bây giờ bắt cái nào cũng không được. Bây giờ bắt đi bà Khui ngày xưa bà đưa cho ông chủ tịch N này bao nhiêu tiền để cấp. Đó, xong vừa ông này xong lôi ông chủ tịch N khác, ổng lên nắm quyền, cũng lại cấp cho tôi cái khu này. Cái ông đời thứ ba, ông chủ tịch N thứ ba, cũng tôi đưa bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu tỷ đô gì đó, cũng cấp cho tôi này là chết mẹ hết. Anh hiểu vấn đề không? Hiểu. Còn cái chủ tịch N đang đương chức nữa, trời ơi, lúc đó mà ông đó đang làm TT đó, thì bây giờ làm sao? Mà cái ông mà chủ tịch N có hình chung với Võ Hoàng Yên đó, nói thiệt, tôi nói cái câu này nha, có nghe trên mạng á,
có muốn xử bắn xử giết gì bên Lan sẵn sàng, tôi đã nói là tôi hy sinh cho đất nước này tôi cũng vẫn làm, miễn sao mà lôi được cái ác ra ngoài trừng trị trước pháp luật. Ngày hôm nay bà Nhường, Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi đã vi phạm, có tội với nhân dân rất là nhiều, toàn bộ lấy tiền đất đai của nhà nước đi thế chấp cho nhà nước, gom tiền 30 mấy ngàn tỷ đi ăn chơi cho chai rồi xì ke ma túy xài hết trơn tiền, bây giờ đứng lên kiếm chuyện xuyên tạc là tiền bạc là do ông Võ Hằng Yên lấy. Thật sự cái vụ một quỹ thằng hũ á, người bả thì bắt đầu ba bắt người ta kê khai, nhưng cái của bả thì bả không kê khai ha. Cái quỹ thằng hũ là như thế này nè, bả làm cái vụ bả tặng 22.000 cuốn sách luân hồi chuyển kiếp của ông Dũng Lò Vôi, anh nhớ cái vụ bả rồi bả đòi tặng sách trên cái website không. Những người nào muốn đăng ký sách đó thì đăng ký vô có địa chỉ, có tên họ, có số điện thoại, có số chứng minh nhân dân, bả sẽ chuyển cái cuốn sách đó về. Còn thì nhớ, mọi người hy vọng rằng ok cứ gửi cung cấp thông tin cho bả đi, biết đâu bả trong đó trong cuốn sách bả kẹp vô 5-3 triệu đồng, ai cũng vậy, ai cũng cung cấp thông tin cho bả, nhưng thực sự danh sách đó, số điện thoại đó, số chứng minh đó là bà ghi trong cái quỹ hàng hũ đó. Bà nói ok tôi chuyển cho bà Nguyễn Thị A 50 tỷ để xây dựng cái nhà tình thương tình nghĩa gì đó, mẹ gì đó, tôi chuyển cho ông Nguyễn Văn B ở Bắc Giang là 50 tỷ hay là 50 triệu, thì 22.000 cuốn đó có thể tiền chuyển cho quỹ hàng hũ là một đồng tiền từ bất cứ ở nơi, từ những cái người nào đó, nhà nước hay là tư nhân gì ngoài, tiền chuyển vô là tiền không có sạch. Ý rằng em nói anh là tiền chuyển vô là không có nguồn gốc, nhưng tiền chuyển ra thì bà nói bà rút cho tỉnh Bắc Giang 50 tỷ, bà rút cho tỉnh Sóc Trăng 50 tỷ chứ dưới danh sách những người nhận như thế này nè. Tại vì bà không kê khai, anh hiểu vấn đề không? Tại vì bà không kê khai, cho nên tiền rút ra thì ngân hàng cứ thấy rút từ cái quỹ hàng hũ ra số tiền đó là mấy ngàn tỷ như vậy, là tiền rút ra rút cho những cái nơi này nhận. Đúng không? Là tiền rút ra có phải là tiền sạch không? Thì bà đây tiếp tục bà cầm cái số tiền đó, bà đi bà gửi hợp pháp vô chỗ, bà mua cái này mua cái kia, ủa vì tiền sắc má, anh hiểu không? Còn nhiều cái người mà trong danh sách 22.000 cái cuốn nhận sách đó, người ta đâu có nhận được đồng nào đâu, người ta về chịu cái tiếng oan. Đó là lý do tại sao xuất hiện cái 22.000 cuốn sách luân hồi chuyển kiếp. Em là ai mà em biết được những thông tin đó? Em phân tích như vậy anh thấy đúng không? Bây giờ em chỉ phân tích, bây giờ em tôi nói tôi là một người bình dân bình thường, hỏi ai chỉ đạo cho tôi? Lương tâm tôi chỉ đạo cho tôi, lương tâm tôi đứng lên nói ra điều đó. Tôi nói sai thì công an tới cộng đầu tôi đi. Hoàn toàn tôi nói theo cái hướng logic, tôi được quyền suy nghĩ như vậy. Lý do tại sao những cuốn sách đó được tặng một cách bí ẩn như vậy? Lý do tại sao có địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh đầy đủ để làm gì, với mục đích gì? Nhưng mà quỹ hàng hũ lại không kê khai ra số tiền bao nhiêu, tiền chuyển vô trong đó theo ngân hệ thống ngân hàng nào, rồi khi chuyển tiền ra chuyển cho ai, thì tại sao bà không kê khai? Bà bắt Thủy Tiên Công Vinh kê khai, bà bắt Trấn Thành kê khai, bà bắt Đằng Vĩnh Hưng kê khai, riêng bà thì bà không kê khai. Lý do tại sao vậy? Bây giờ bà dùng số tiền đó đi đâu? Trong khi đó 11 tỷ bà làm mấy năm trời, bà ủng hộ cho từ thiện 11 tỷ xây trường học, xây đường xá, xây gì đó, ủng hộ cho từ thiện. Nhưng bà lại đem số tiền đó khấu trừ vào chi phí quản lý doanh nghiệp, như vậy đâu phải. Bà lợi quá trời, anh công nhận không? Bà nói bà lấy cái toàn bộ cái lợi nhuận của Đại Nam để bà cho từ thiện, nhưng không có đâu nha. Trên cái kết quả của thanh tra tỉnh Bình Dương trong 5 năm bên trên thanh tra thuế thì hoàn toàn tới giờ bả bị phạt 90, ông Dũng là công ty Đại Nam bị phạt trốn thuế 99 tỷ đồng. Thì chính ông Dũng là vôi xin với tỉnh Bình Dương là thôi đừng có phạt, tôi lấy 99 tỷ đồng đó, tôi ủng hộ cho quỹ hàng hũ để mình giúp đỡ cho người nghèo. Đó. Cái đó là báo chí nha, sợ lên Google về cái vụ mà 99 tỷ phạt của thuế Bình Dương, cứ search trên Google bấm 99 tỷ phạt tiền thuế của Bình Dương trốn thuế, thì nó sẽ ra toàn bộ những thông tin, những bài báo của bên thanh tra tỉnh Bình Dương đăng. Nên là không nói tuyệt tiện nha. Thì lộ ngay một điều rằng ổng đưa tiền vô từ thiện, xong ổng lại khai báo bên từ thiện về cái việc rằng đưa vào chi phí quản lý, cuối cùng ổng lời chứ. Ổng đâu có mất cái gì đâu. Chuyện trốn thuế bị phạt là một chuyện bình thường. Vậy bị phạt tới 99 tỷ đồng tiền thuế như vậy, bây giờ lại xin là thôi đừng có phạt tôi lấy số tiền đó tôi ủng hộ từ thiện, rồi lại ủng hộ từ thiện xong lại đưa cái khoản chi phí đó vào chi phí quản lý doanh nghiệp, cuối cùng ổng lời. Anh công nhận không? Thì ngày hôm nay nếu mà đã kê khai, sao kê tất cả những cái quỹ từ thiện, những người kêu gọi thì buộc phải sao kê hàng ngũ, công nhận không? Chứ làm gì mà được cái quyền không sao kê hàng ngũ. Bà nói là bả là tiền của bả không có sao kê, xạo nha.
tất cả những cái danh sách đó bên bên cái kênh Phạm Ngà có từ ngân hàng chuyển qua là tất cả những chuyển tiền chuyển vô của rất nhiều người nha. Danh sách của ngân hàng nó có rất là nhiều người, không phải là của tiền túi của bà Hằng hay ông Dũng. Nhưng nếu như bà nói là cá nhân thì chỉ là Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng đưa số tiền này nộp riêng. Đằng này không phải. Quỹ Hằng Hữu đã được thanh tra thuế của tỉnh Bình Dương khấu trừ 11 tỷ hơn tiền ủng hộ từ thiện vào chi phí quản lý. Như vậy là đây, Quỹ Hằng Hữu không phải là của cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, mà Quỹ Hằng Hữu là một tổ chức của công ty cổ phần Đại Nam mới đưa được vào chi phí quản lý doanh nghiệp, chứ anh công nhận của doanh nghiệp. Đúng. Cái đó là một trong cái đó anh cũng đã phân tích về cái chuyện đó, những cái trong những cái clip đầu tiên khi mà anh với lại anh Nguyễn Tiến Dũng nói về cái quỹ Hằng Hữu. Họ khấu trừ vô trong những cái khoản chi phí quản lý, chi phí quản lý của công ty. Đây là quỹ Hằng Hữu là của doanh nghiệp chứ đâu phải của cá nhân. Thà bây giờ cá nhân mà Nguyễn Phương Hằng đem cái này cho tiền người ta nhưng mà đặt tên là Hằng Hữu, ok là không sao. Đằng này của tổ chức mới được đem vô chi phí quản lý doanh nghiệp, được khấu trừ thuế lại. Như vậy là của tổ chức thì phải buộc phải kê khai chứ. Chứ anh nói là tiền của anh không được quyền kê khai, không phải. Rồi, bây giờ anh hỏi quý khán giả coi trên kênh anh coi là có ai hỏi gì không, để Trang Lan trả lời luôn. Ok, để anh coi chút xíu nha. Mọi người góp ý em là tại vì mỗi lần trả lời phỏng vấn anh Nam Quang em dành anh dành anh Nam Quang dành nói không hà. Bữa nay em không dành nói đâu, em nói hết rồi đó. Giờ anh nói đi. Họ vô họ chào Đinh Lan không à, họ nói lâu quá không có gặp Đinh Lan, cái xong rồi bây giờ có Đinh Lan rồi họ cứ mến chào Đinh Lan không à. Để anh hỏi. Bây giờ anh hỏi mọi người đi, anh phải nói đi, anh nói với mọi người đi. À phải, chính xác. Cái gì đây nè? Hà Phạm, có bạn Hà Phạm nói là 29 mới bắt, nay nói là hỏng hết cũng như không. Còn sao em nghĩ em đó cố là sao? Em nói nha, em cố tình em khiêu khích bả đó. Anh mọi người phải biết điều rằng nè, mọi người xem trên mạng phải biết một điều rằng Đinh Lan chính là người tung hỏa mù để chặn nó, để sao biết ông livestream thế nào lúc lôi Đinh Lan ra nó chửi thì lúc đó sẽ lộ. Em cố tình đó. Thậm chí ngày 29 tháng 12 này cũng không bắt đâu. Nhưng mà ngày hôm nay em nói trước vậy đó. Để chi bông. Ủa tao chọc tức rồi đó. Mày làm gì? Anh hiểu ý của em không? À. Mọi người thông cảm cho Đinh Lan. Đó là cái chiêu của Đinh Lan hồi nào giờ đối với bà Hằng vậy. À, cái chiêu này anh hiểu không nổi luôn đó nha. Cái chiêu đó giờ anh mới biết hả? Em cố tình em nói khác đi. Chứ là mới án sơ thẩm thì đâu có kết luận được. Sơ thẩm thì còn phúc thẩm nữa, rồi giám đốc thẩm nữa. Cho nên mỗi một cái bản án có hiệu lực ra nó cần phải kéo dài cho đến tới Tết Nguyên Đán luôn á. Nhưng mà tại vì tôi nói trước vậy đó, rồi con kia nó lên nó trả lời, nó buộc phải, nó mỏm lắm, nó sẽ lên trả lời. À, ok, cái chiêu này anh hiểu em nói không? Cho nên mọi người thông cảm. Cái chiêu Đinh Lan này không phải là Đinh Lan đang tung hỏa mù để con kia nó thế nào, tối nay nó lên live stream nó sẽ nói ra cái chuyện Đinh Lan nói bắt tại tòa đấy chứ, biết không? Em thì không tới tòa được, nhưng mà nó là buộc phải tới tòa đó, vì nó đang là cái người mà thủ đơn mà. Ủa nó đang tố cáo người ta thì bây giờ vụ án hình sự đưa ra xét xử thì nói người nguyên đơn thì nó phải có mặt. Em thì không có mặt được nè, mà nó thì không được vắng mặt. Anh hiểu vấn đề chưa? Tại vì nó mà vắng mặt đi chăng nữa, hoàn toàn vai trò của em là người chủ mưu trong vụ án Mai Xuân Cường. Mà đến nỗi chứng đọc mấy tháng qua, từ tháng 7 tới bây giờ. Tháng 7 nè, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. 5 tháng trôi qua trong vụ án em là người chủ mưu. Ngày hôm nay em lại không còn là vai trò của người chủ mưu mà em lại là cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và đến tham gia phiên tòa, tới cũng được không tới cũng không sao. Cho nên bả được quyền bả vu khống người ta, nhưng người ta đang tố cáo ngược lại bả thì công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý. Mà cái vụ thụ lý này là từ chỉ đạo của thanh tra Bộ Công an chỉ đạo xử lý bằng Nguyễn Phương Hằng và báo cáo kết quả lại cho thanh tra Bộ Công an. Như vậy thì cái vụ án Mai Xuân Cường nếu như theo cái tờ giấy triệu tập này thì em chỉ tới tham gia thôi. Thì nó chỉ xử Mai Xuân Cường với bả thôi. Mai Xuân Cường nó có tống tiền đi chăng nữa, nó làm một mình thì như vậy đủ chứng cứ cho cái tờ đơn tố cáo của em gửi thanh tra Bộ Công an về việc bà này vu khống và dùng thủ đoạn đê hèn tống em vào tù. Cho nên cái kết quả của tòa án Bình Dương, nhưng ngày hôm nay của tòa án Thủ Dầu Một là của cấp thành phố,
thì chuyển qua cấp tỉnh. Thì xét xử trong cái vụ hình sự này, tức là sẽ đưa cái vụ án là 6 người là Hằng Ni, Đức Hiển, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Khương đó, Khương Dừa và Trần Vũ Điền gì của Điền Quân. 6 người này sẽ bắt đầu đưa ra ngoài xét xử một vụ án hình sự khác. Đó. Thì anh biết là em là cái người nặng ký nhất trong cái vụ án hình sự mà làm nhục và vu khống trên mạng. Còn cái kia là chửi phọt phè thôi, đó chỉ là giải trí thôi. Anh không có anh biết là... Em ok cho anh, em hỏi anh cái câu là anh hiểu vấn đề chưa thì phải cho anh cái thời gian để anh trả lời với chứ. Okay. Thật sự ra đó, anh cũng là anh cũng tự cho anh là một người thông minh, ok, anh cũng là tốt nghiệp kỹ sư đó, nhưng mà anh nghe nãy giờ anh choáng váng mặt mày luôn, anh không hiểu là như thế nào. Bây giờ em dẫn dắt anh đi quá xa rồi, giờ mình phải quay lại một chút xíu. Bây giờ em đưa ra cái hồi đó có một lần hai bên mình có nói chuyện với nhau ở trên cái kênh của anh, thì em có đưa ra một cái ngày là bà Hằng bị bắt. 15 tháng 9 À ok, tại vì anh không có đưa ra thành ra anh không có nhớ. Ok, nhưng mà có một cái ngày. Nhưng cuối cùng bây giờ nó qua rồi đúng không? Ngày đó nó không có bị bắt gì hết. Ừ. Đúng rồi. Rồi, cái xong rồi bây giờ em lại đưa ra một cái ngày nữa. Cũng sẽ không có, nhưng em vẫn nói ra. Vì anh biết không? À. Bản thân bà Nguyễn Phương Hằng đang cố tình kéo dài vụ án, rồi bắt đầu sẽ dần khui ra vụ nào, khui ra vụ kia để đánh lạc hướng dư luận sang một cái hướng khác. Hàng ngày bà tấn công đủ thứ chuyện, đến cuối cùng không còn đề tài nữa. À. Bà chỉ làm một cái lúc để kêu gọi vụ án này chưa xử xong, thì trên cái nguyên tắc quy định của pháp luật nha, về việc rằng một vụ án thì không thể nào mà có nhiều đơn vị xử, cho nên phải xử xong vụ này tới vụ đó với vụ kia. Thì nó giống như một cái bài toán cho bên công an làm việc thôi. Bây giờ trước tiên muốn bắt bà này, muốn xử lý bà này, thì bắt đầu mình bắt đầu từ đâu trước? Thì bây giờ nói thẳng luôn, em không ngại gì công bố, không ngại về chuyện lộ bí mật gì cả. Đó là bắt về cái vụ Mai Xuân Cường, là một cái vụ án rõ ràng nhất công bố trên toàn thế giới rồi. Tại Việt Nam có vụ án Mai Xuân Cường, mà trong tất cả những cái kênh hải ngoại và kênh ở Việt Nam cũng đều đưa tin về vụ án Mai Xuân Cường. Thì ngày hôm nay bà Hằng 100% vi phạm và cái tội vu khống và dùng thủ đoạn đe hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù trong vụ án tống chủ mưu trong vụ án bắt cóc bé Hình Thằng Hũ với giá tiền là 2 triệu đồng. Thì như vậy bắt một vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ khớp mõm được bà lại. Bây giờ các cái tổ chức nhân quyền nào trên thế giới cũng không can thiệp được, là rõ ràng bà này đã có hành vi phạm tội. Anh hoang mang là anh hoang mang về cái việc rằng cái vụ đất đai của Bình Dương nó liên quan tới nhiều chủ tịch N, anh nhớ không? Từ 3 đời trước. Đúng, cái đó thì anh biết, tại vì đó là một anh trong những trong những cái chi tiết anh sự, bây giờ thử trong vậy thì không được loạn sao xử được anh. Cho nên ngày hôm nay bắt bà Nguyễn Phương Hằng để khớp với mỏ bà lên trước đã. Ngày hôm nay cái chuyện của em là đủ yếu tố để bắt bà được rồi. Thì như vậy thì phiên tòa ngày 29 tháng 12 chỉ để củng cố coi là Mai Xuân Cường phạm tội cưỡng đoạt tài sản với bà Nguyễn Phương Hằng về tội gì. Chứ nếu em vốn vai trò là chủ mưu thì đã bắt em luôn rồi, mới khởi tố vụ án chứ. Mới đưa ra xét xử khởi tố vụ án rồi thì mới bắt đầu bắt người. Đúng. Anh thấy anh vuốt tóc không hay là anh gãi đầu không? Thấy anh cũng bây giờ bối rối quá. Anh rối đúng không? Quá rối luôn. Nhưng mà dễ mà. Anh em nói nè. Mọi người nghe bây giờ khoan mình cũng hiểu một vấn đề. Dừng lại chỗ đó chút xíu để anh hỏi mọi người coi. Bây giờ mọi người nãy giờ ở trên trên chat room đó, mọi người nghe Đinh Lan trình bày rồi, bây giờ mọi người có cái câu hỏi gì á thì mọi người đặt cái câu hỏi cho Đinh Lan nha. Bây giờ mình làm một cái tham khảo đi, một cái survey đó, một cái khảo sát là nếu như mà mọi người hiểu Đinh Lan nói cái gì đó, ok, cái này anh phải hỏi để coi, tại vì mình phải trình bày sao để cho mình nói chuyện với lại độc giả, với khán giả mà mình cần người ta hiểu. Thành ra bây giờ nếu như mà mọi người hiểu Đinh Lan nói gì đó thì mọi người cho nó qua số 1. Còn nếu mà không hiểu thì cho số 2. Ok, để coi sao, để sau này mình biết, để mình trình bày sao đó để cho nó gọn gàng mà nó bớt đi những cái chi tiết lặt vặt để sau này. Ok. Đúng không? Mình đang muốn truyền đạt cái thông điệp đến cho mọi người mà mình nói
quá nhiều những cái chi tiết mà nó làm cho mọi người hoang mang luôn, anh cũng hoang mang luôn, thành ra thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ rất là hoang mang, bảo đảm luôn. Rồi, anh coi thật coi mọi người okay, bấm sao. Mình chờ một chút xíu để coi mọi người respond sao nha. Ok, Nam Quang khuyến khích mọi người đang nghe, có khoảng chừng 260 người, không, 2600 người đang coi, thì để coi mọi người respond sao. Ok, bây giờ anh cho... Có nhiều số 2 quá đó, có nhiều số 2 quá đó. Anh cho Đinh Lan... Em thấy nè. Thấy không? Thấy nhiều số 2 phải không? Có nghĩa là như vậy là Đinh Lan hiểu rồi. Cũng có số 1 và nhiều số 2. Cũng có số 1 chứ không phải không? Số 2 không hiểu cái chuyện thì phải hỏi đi rồi mới giải thích được. Người ta nói là chẳng hiểu gì hết, chứ không phải là không hiểu. Ok, ok. Đúng không? Bây giờ nói lại nha, mọi người. Bây giờ cũng có nhiều số 2 quá. Quá nhiều số 2 luôn rồi, thấy chưa? Thành ra bây giờ làm sao? Bây giờ phải trình bày sao? Bây giờ Đinh Lan xin lỗi, bây giờ Đinh Lan giải thích lại từ từ. Ngày 29 tháng 12 này. Rồi, bây giờ giải thích lại đi. Đinh Lan nhận được giấy triệu tập là tham dự phiên tòa. Tham dự phiên tòa là do Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mời Đinh Lan tới, giấy triệu tập Đinh Lan tới. Là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Là trong vụ án bị cáo Mai Xuân Cường bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Nhưng trước đây bà Nguyễn Phương Hằng đã lên công bố trên mạng xã hội ngày 17 tháng 7 về việc Đinh Lan là người chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền thằng bé Huỳnh Hằng Hũ, chỉ đạo cho thằng Mai Xuân Cường này tống tiền 2 triệu đồng. Mà cái thằng này nó ban đầu nó xin 2 triệu đồng. Vì nó nói cái vùng Gò Vấp của nó đang không khó khăn, nó không có gì nó ăn. Bây giờ nó cần 2 triệu để nó mua lương thực phẩm vì người ta không cứu trợ nó. Xong cuối cùng bà Hằng bà không cho. Cái nó nói là chị ơi, chị cứu trợ ai cũng được, chị cứu trợ em đi. Bây giờ 2 triệu không được thì 500 ngàn cũng được. Nhưng miệng bà Hằng nói là tôi vẫn chuyển cho nó 2 triệu cho đạt cái khung 2 bộ luật hình sự. Nhưng mà trong cái vụ án này là con Đinh Lan là người chủ mưu. Đó, mọi người hiểu rõ chưa? Đinh Lan là người chủ mưu. Thế là ngày 23 tháng 7 thì 5 cán bộ cảnh sát công an tỉnh Bình Dương đã tới công an phường 6 quận Gò Vấp và kêu cái cậu cán bộ khu vực tới để triệu tập Đinh Lan lên gấp trong vòng 15 phút để lên trên đó gặp 5 cán bộ cảnh sát công an tỉnh Bình Dương để mà làm việc về cái vụ mà Mai Xuân Cường đã khai Đinh Lan là người chủ mưu, do bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo về việc Đinh Lan người chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền để Huỳnh Hằng Hũ. Thì Đinh Lan không đi. Đinh Lan không đi thì tới ngày hôm sau Đinh Lan nhận giấy triệu tập lần 2. Nè mọi người vô sau coi lại giấy triệu tập lần 2 ký ngày 23 tháng 7 về việc rằng ngày 3 tháng 8 là 15 ngày sau sẽ tới công an Bình Dương để làm việc liên quan đến Mai Xuân Cường. Đó, thì Đinh Lan mới nhờ anh Nam Quang ngày 24 tháng 7 live stream trực tiếp trên mạng về cái việc rằng Đinh Lan bị liên quan là đứng vai trò chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền. Có, mình có làm thì, cái chuyện đó. Anh hiểu mà, bây giờ anh phải nghe nè, anh không hiểu thì người xem ở dưới xe không hiểu. Anh có biết cái vụ đó ngày 24 tháng 7 thì buổi tối đó bà Hằng bả live stream. Bả mới nói về cái chuyện phản động và bà nói về cái kênh Trương Quốc Huy NMTV. Nhưng mà mục đích bà nói như vậy để bà vu khống cho Đinh Lan liên hệ với anh Nam Quang vì anh Nam Quang là cũng là phản động. Anh nghĩ ông Ngô Kỷ mới là phản động chứ sao anh phản động được? Anh đâu phản động. Em không biết. Anh là phản lực. Em không biết, nhưng mà em mới nói là anh Nam Quang Tiến Dũng là bạn của em. Cho nên khi những cái người mà yêu mến em muốn biết được cái tin tức vụ án Mai Xuân Cường thì em trả lời phỏng vấn với mọi người và em nhờ cái tiếng nói cộng đồng của người ở bên người Việt ở nước ngoài lẫn người Việt ở Việt Nam xem những cái kênh của anh, vì lượng khán giả xem kênh của anh rất là đông thì sẽ biết được cái vụ án này là vụ án nó ngang ngược vô cùng luôn á. Đúng rồi đó, đúng rồi. Thì mọi người đã lên tiếng bảo vệ thì Đinh Lan đã công bố cái việc Mai Xuân Cường lên trên mạng và những cái việc làm sai trái của điều tra viên Trung tá Hồ Thọ Hải mà ký đóng mộc của công an tỉnh Bình Dương mà định là bắt cho em là khởi tố là bắt giam như Mai Xuân Cường luôn. Thì vụ án đó đã được qua cho nên ngày hôm nay giấy triệu tập này em đi tham gia phiên tòa thôi,
Nhưng mà khi đến tòa án thì cần xuất trình giấy triệu tập này và giấy tờ tùy thân. Nhưng mà nếu vắng mặt thì phải báo ngay cho tòa biết lý do. Đó, là cứng nữa là em vắng mặt cũng được. Như vậy thì em không còn vai trò là người chủ mưu trong vụ án bắt cóc tống tiền nữa rồi. Thì trở lại, trước đó trên cái kênh của anh cũng phát sóng đi cái việc em lên trên công an tỉnh Bình Dương để em cung cấp lời khai. Thì hiện tại bây giờ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng chửi bới xúc phạm nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hằng Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đinh Thị Lan, ông Điền Quân, Khương Dừa, 6 người được xét xử, được xử lý ở công an tỉnh Bình Dương. Đó, cho nên ngày hôm nay khi mà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án Mai Xuân Cường ở thành phố Thủ Dầu Một, tòa án thành phố Thủ Dầu Một, đó là cấp thành phố, là dưới cấp tỉnh, thì khi yếu tố này, tại vì em đang tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là vu khống và dùng thủ đoạn đê hèn muốn tống em vào tù trong vụ án Mai Xuân Cường, thì khi phiên tòa bên kia hoàn toàn Đinh Thị Lan không có vai trò là người chủ mưu, vai trò chỉ là một cái người biết cái vụ này thôi, có cái quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Thì thằng đó ban đầu thì nó bà Hằng nói là nó khai là em là người chủ mưu, thì cái đó là cái chuyện tự động bả với thằng Mai Xuân Cường là một phe của nhau mà muốn khai em mà. Nhưng mà ngày hôm nay nếu như em là chủ mưu thì em đã bị bắt giam rồi, cho dù triệu tập lần hai lần ba của trung tá Hồ Thọ Hải gì chăng nữa, nó bắt em từ lâu rồi, không cần em phải nhẫn nhơ 4-5 tháng trời. Cho nên bà Hằng đã từng tuyên bố là nếu mà trong vòng 15 đến 20 ngày nữa con Đinh Lan không bị bắt thì bà sẽ cạo đầu và từ giã, không làm YouTube nữa. Nhưng mà 4-5 tháng trôi qua em cũng không hề bị bắt. Do vậy, trở ngược lại, ngày hôm nay lý do tại sao mà bà sẽ bị bắt trong vụ án Mai Xuân Cường là vì sao? Vì hồi nào giờ bà chửi rất là nhiều người trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là phạt cái việc hành chính thôi. Bất quá là thành phố Hồ Chí Minh thì phạt 7,5 triệu rồi, nhưng Bình Dương chưa phạt đồng nào. Giống như Long Ngô thôi, Long Ngô phát ngôn là báo chí cộng sản là phản động, là đánh Nguyễn Phương Hằng đó, thì Long Ngô bị phạt 7,5 triệu. Thì ngày hôm nay nếu mà bên Bình Dương nó phạt cái chăng nữa thì cũng phạt 7,5 triệu bà Hằng thôi. Cái chuyện mà chửi nhau trên mạng nó cái tội quá nhẹ, không phải là tội hình sự, nhưng vụ án Mai Xuân Cường là tội hình sự. Bà Hằng đã vu khống em và dùng thủ đoạn để hẹn tống em vào tù, thì một điều 155, 156 sẽ bắt được bà Hằng về cái tội vu khống. Nhưng khi bắt bà Hằng vào rồi thì nó sẽ xảy ra nhiều cái chuyện sai phạm khác nữa. Chứ bây giờ bắt bà Hằng về cái tội mà lên mạng chửi người này người kia thì các tổ chức nhân quyền của Việt Nam ở trên thế giới sẽ nhảy vô bảo vệ bà Hằng liền. Là vì sao? Bà này bà chỉ lên bà chửi những người ăn chặn từ thiện. Bà lên nói chính nghĩa, bà nói cái sự lừa đảo của bọn Hằng Yên. Lý do tại sao bắt bà chửi như bà chửi đúng thì không ai bắt bà vì tội đó cả, vì tội đó không phải là tội hình sự để mà bắt. Nhưng mà cái vụ án Mai Xuân Cường sẽ bắt được vì bà rõ ràng bà vu khống cho người ta, mà người ta là một cái người vô tội mà tự nhiên vu khống em là chủ mưu, thì bắt vụ đó để khớp mõm bà lại. Mọi người phải nghe Đinh Lan nói từng từ rồi, giờ hiểu rồi đó. Giờ hiểu rồi. Chứ bây giờ tự nhiên bắt ông Dũng về những sai phạm đất đai, nhưng ở bên đây bà ngoài bà bù lô bù loa, bà nói bà ngủ với chủ tịch N, ha, chủ tịch N này, bà đưa cho chủ tịch N này bao nhiêu tỷ đô, bao nhiêu triệu đô để cấp đất này cấp đất kia, thì nó phải xử lý hết ba cái đời chủ tịch N cũ trước đây. Anh phải nhớ một điều rằng là trước đây chủ tịch N toàn là người miền Nam không, ngày hôm nay chủ tịch N này là người Quảng Nam. Anh hiểu vấn đề chưa? Cho nên xử lý những sai phạm đất đai này thì chẳng lẽ bây giờ xử lý công khai, không xử lý công khai được những cái chủ tịch N này. Đó là lý do tại sao trong vụ án Mai Xuân Cường bắt bà Hằng để khớp mỏ bà lại một cách hợp pháp, cho những cái bảo vệ nhân quyền trên thế giới cũng không can thiệp vào được cái vụ này. Cho nên em nói ra những điều này, em có thể mất mạng cũng được, em sẵn sàng hy sinh về đất nước để mà bảo vệ cái sự bình yên của đất nước. Chứ bây giờ bà chửi hoài cũng không ai làm gì, bà lên trên mạng bà cứ khoe lờ khoe gì tùm lum hết, khoe nách khoe giò khoe đùi, rồi bà nói những cái tù tục tiểu thì cũng không ai làm gì được bà. Cho nên ngày hôm nay nhân tiện cái vụ Mai Xuân Cường sau khi xử lý xong em không có liên quan gì, thì mới đủ chứng cứ để bà Hằng vi phạm vào cái chuyện vu khống và làm nhục người khác. Em đã kiện bên công an tỉnh, em đã tố cáo chung với 6 người kia, chung với 5 người kia là 6 người được thụ lý bởi công an tỉnh Bình Dương. Thì kết quả đó sẽ báo cho bên thanh tra Bộ Công an biết về tính hình
tình hình mà xử lý bà Nguyễn Phương Hằng về tội vu khống làm nhục người khác đó, thì ông Hiển, nhà báo Đức Hiển chứ nhà báo Hằng Ni thì nói là theo điều 155, 156 và 331 là tội lợi dụng quyền tự do, vi phạm cái gì cá nhân và tổ chức gì đó, từ công nhân luận để mà xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước và cá nhân đó, anh nhớ không? 331 là cái điều luật đó. Cho nên những cái điều đó nói là nhẹ thôi, nói lại lần nữa là nhẹ, nhưng mà vụ án Mai Xuân Cường là nặng. Cho nên rất là mừng có cái vụ án Mai Xuân Cường này mà cái người vu khống lại là Đinh Thị Lan, mà cũng được nhờ sự ủng hộ của kênh của anh Nam Quang và mọi người quý khán giả xem cái kênh này sẽ hiểu được là bắt bà Hằng trước để khớp mỏ bà Hằng cách hợp pháp, xong đó, sau đó bắt bà Hằng được rồi thì lúc đó bà cũng không có chửi vậy, chứ bây giờ mà bắt cái sai phạm đất đai nhưng mọi người đâu có biết đâu, bà ngoài này bà còn điên, bây giờ bà đang điên, bà đang khui tới phó chủ tịch nước ha. Nhưng mà bắt bà rồi, bây giờ bà ngồi bà khui bà ngủ với chủ tịch nước N này. Xin lỗi nha, tôi không nói chủ tịch nước, tôi nói chủ tịch N, ngủ với chủ tịch N này, đưa cho ông này bao nhiêu tỷ đô, ngủ với chủ tịch N kia là chết mẹ thúi hết. Không xử được chủ tịch N. Bây giờ mọi người hiểu chưa? Mọi người bấm lại số 1 hoặc số 2. Không hiểu đâu là tôi không giải thích đâu nha. Tôi mệt rồi nha. Hỏi lại cho anh. Ok, anh chắc anh không hỏi đâu. Tại vì khi mà anh hỏi là người ta sẽ trả lời giống y như lần trước vậy đó. Ok, nói đùa thôi. Bây giờ để hỏi coi sao có đúng giống như anh nói không. Bây giờ hiểu rồi nè. Em cứ bấm N nhiều rồi nè. Có không? Ủa sao? Bấm 1111 nhiều rồi nè. Có hả? Giờ mọi người có hiểu không? Có người thì bấm số 1 cho. Rõ ràng và rõ ý. Có người thì tài trần thì ủng hộ Đinh Lan. Có người thì bấm 111. Thôi bây giờ hiểu rồi mọi người nha. Giờ có bây giờ có nhưng mà hiểu Nguyễn, rồi kìa. Nguyễn Văn thì bấm số 2. Rồi tôi nói như vậy mà còn không hiểu nữa thì thôi luôn á. Ok. Cái tên Phạm thì bấm số 2. Rồi cũng nhiều người hiểu lắm rồi kìa. Ok. Nhiều người hiểu rồi nha. Thanh Tuấn Lương bấm số 2. Sao không hiểu? Rõ ràng nè. Bây giờ bà chửi. Bây giờ nói lại lần nữa. Nói tóm tắt thôi. Bà chửi mọi người trên mạng. Bất quá là phạt vi phạm hành chính thôi. Anh Nam Quang hiểu mà. Chửi trên mạng. Bà khui ra cái từ thiện này, từ thiện kia. Đó. Chỉ là một cái chửi phọt phẹt trên mạng. Chỉ là giải trí thôi. Không có bắt tội hình sự được. Nhưng mà vụ Mai Xuân Cường là vụ hình sự. Thì ngày 29 tháng 12 này, tòa xét xử. Thì bà mới có một cái yếu tố là vu khống Đinh Lan không, Đinh Thị Lan hay không. Thì phiên tòa đó sẽ củng cố về cái tờ đơn của Đinh Thị Lan cùng với 5 người kia, nhà báo Đức Hiển, Hằng Ni, Huỳnh Minh Hưng, rồi Vũ Điền, rồi Điền Quân, rồi Khương Dừa. Thì những đơn đó tố cáo bà này đang vu khống làm nhục bôi nhọ họ trên mạng xã hội. Thì trong cái vụ án mà mình đã gửi cho bên công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý rồi. Bây giờ củng cố về cái tội, nếu như vụ án Mai Xuân Cường mà giải quyết xong, em không phải là người chủ mưu, thì bà Hằng mới phạm tội vu khống và làm nhục thủ đoạn, dùng thủ đoạn đê hèn để tống em vào tù. Mọi người nghe lại nha. Đó. Thì khi mà bà bị bắt bà Nguyễn Phương Hằng một cách hợp pháp, chứ bây giờ bắt bả về cái tội và bả lên trên mạng bả chửi người này người kia, thì các tổ chức nhân quyền ở trên thế giới sẽ tấn công vào Việt Nam mình, nói Việt Nam mình không có nhân quyền. Người ta đứng lên bảo vệ chính nghĩa, người ta đứng lên, người ta khui ra những cái việc làm xấu xa của những cái đơn vị bán thuốc lừa đảo như Võ Hằng Yên, như là những cái đơn vị từ thiện mà đi chiếm đoạt của lấy tiền đó để đi đánh bạc hay là để xây nhà biệt thự như công Vinh Thủy Tiên đó, thì người ta sẽ tấn công mình. Ủa sao mà bắt được cái người người ta bảo vệ chính nghĩa, thì cái lý do đó sẽ không hợp lại, không tâm phục khẩu phục, cho nên là không nói được với các cái tổ chức nhân quyền kia. Rồi, tại vì okay. mình hành động pháp lý như thế nào thì để cho thế giới nhìn vào, chứ không phải là muốn bắt là bắt đâu. Rồi, cho nên cái chuyện mà bắt chửi nhau trên mạng chỉ là giải trí thôi. Rồi, nhưng mà cái vụ Mai Xuân Cường là cái vụ rõ ràng một vụ vu khống trắng trợn, muốn tống đi vào tù là trắng trợn, cho nên bắt bà Hằng để khớp mỏ bả một cách hợp pháp. Xong sau đó khi bắt được rồi thì những sai phạm của bà ở đâu, nợ nần ai, lúc đó đơn tố cáo nó dồn về lúc đó xử lý bà luôn nể. Anh hiểu vấn đề chưa? Rồi ok. Cái vụ chửi nhau trên mạng bình thường chị có chị mà còn cứ bấm số 2 không là em thua luôn á.
ý rằng bà này bà giờ, dùng đất bây nhà giờ số nước, 1 nhiều rồi mà thì cũng phải có người bà số dùng 1, đất có người bà số 2 chứ. Bà đi thế chấp cho nhà nước, ngân hàng nhà nước để bà lấy tiền 30 mấy ngàn tỷ mất khả năng chi trả. Nhưng mà ai là người cấp đất cho bà thì những cái đời chủ tịch N cũ ngày xưa, ba đời trước đã cấp cho bà. Rồi. Bà cũng đời trước đã cấp, nhưng mà bây giờ xử lý những sai phạm đó chẳng lẽ lôi ra xử lý hết. Buộc phải xử lý chính những cái người kia mà xử lý công khai bà này. Nhưng mà bây giờ cứ thử đụng vô chồng bà cái coi. Là ngoài đây bà bù lô bù la lên, bà nói bà ngủ với chủ tịch N này, chủ tịch N kia, bà đưa cho đóng tiền là chết mẹ nữa. Thử đụng, cho nên là bắt bả lên cho cái vụ Mai Xuân Cường đi. Rồi lúc đó là bắt đầu tội tới đâu, nó dồn dập hết tất cả những cái chứng cứ các nơi nó sẽ thanh phui ra. Là lúc đó bả chỉ trong cái mồm không thể nào cãi được. Chứ bây giờ vẫn còn bên ngoài thì vẫn còn oan oan. Nhưng mà bây giờ bắt ở bên ngoài thì trên toàn thế giới chỉ biết một điều rằng bả là đang là cái người bảo vệ chính nghĩa thôi mà. Đúng không anh? Bả đang là người bảo vệ những cái người mà ăn chặn từ thiện thôi mà. Đúng không anh Quang? Bây giờ bắt bà bắt làm sao? Bà lên bà chửi những cái đứa ăn chặn từ thiện. Bà bóc trần cái sự thật. Đúng không? Bà hiện tại bà đang là một anh hùng đứng lên bảo vệ cái chính nghĩa, bảo vệ những cái người mà ăn chặn từ thiện của những người nghèo. Đúng chưa? Bà đang là anh hùng. Cho nên là đâu ai bắt đâu. Anh thấy đâu ai xử lý. Anh không nhận không? Nhưng mà bây giờ bà vu khống em nè. Bà dùng thủ đoạn đưa hàng vu khống em, muốn tống em vào tù. Nói em là chủ mưu trong vụ án Mai Xuân Cường nè. Thì bây giờ bắt bả về cái tội vu khống và làm nhục người khác, dùng thủ đoạn gây hẹn. Thì bắt cái vụ này xong đi rồi bắt đầu hợp pháp nha. Bắt cái này là bắt hợp pháp. Như vậy thì những cái sai phạm nào đó nó đổ dồn hết, người ta tổng kết tội thêm một trận nữa. Còn chuyện chửi nhau trên mạng nó chỉ là bình thường mà. Chứ nó bên mạng thì bất quá phạt hành chính 7,5 triệu như Long Ngô thôi. Như Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh phạt 7,5 triệu thôi bình thường. Đúng rồi. Nó đâu phải là tội thật sự. Ok. Chuyện chỉ thôi mà. Hiểu rồi, nhưng mà tại vì biết sao không? Tại vì ngay từ đầu á, em chơi cái chiêu gì đó không biết là có phải ở trong 36 kế của Tôn Tử binh pháp hay không. Nhưng mà sao thấy em đưa ra một cái gọi là một cái ngày đúng rồi. Mà bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, thành ra mọi người cũng hoang mang đó. Ủa tại sao là tự nhiên có cái chuyện đó? Thành ra bây giờ thưa quý vị, giống như là Đinh Lan giải thích hồi nãy thì Đinh Lan nói là Đinh Lan chỉ đưa ra cái ngày như vậy thôi để mà có cái ý gì để em nói rồi. Là tối nay bà lên live stream bà thế nào bà cũng nói ra nè. Ok, coi như là em khích bà đúng không? Ok, thưa quý vị, khích như vậy tối là tối nay bà lên live stream bà nói là tao bị bắt hay mày bị bắt. Thì lúc đó mọi người sẽ phân tích. Ok. Nhưng mà anh nói với cái này. Bà không nhắc về em, dạo này bà không nhắc về em. Tại vì khi bà nhắc về em thì những người ủng hộ bà sẽ hỏi bà rằng cạo đầu chưa? Rồi bà nói Đinh Lan bị bắt rồi, cuối cùng 4 năm tháng Đinh Lan bị bắt thì sẽ hỏi tội gì Đinh Lan, cái vụ mà buộc bà phải cạo đầu và từ giả YouTube. Cho nên dạo này bà em nói cỡ nào bà cũng không có nói gì tới tên em luôn á. Để anh coi cái kế của em có phải là cái kế gọi là Dương Đông kích Tây không ta? Hay là đúng rồi, Dương Đông Tây khiêu khích. Không biết để có gì để có gì anh hỏi mà càng phản đòn càng lộ. Ok, để bữa nào anh gặp là ông phản động Ngô Kỷ, anh hỏi ông coi cái này coi ông rất là giỏi trong mấy cái kế này. Ông giỏi trong mấy cái kế của Tôn Tử lắm. Bây giờ ủa có Tony Phạm vô đây nữa hả ta? Có Tony Phạm vô trong này. Tony Phạm của kênh Hải Ngoại hả? Tony Phạm đây là Tony Phạm nè. Ok, Tony Phạm cũng đang có ý kiến đây. Rồi, như vậy thì anh nghĩ là cái câu chuyện của mình tới đây chắc cũng đủ để cho mọi người biết cái thông tin rồi đó. Thì vào ngày 29 tây tháng 12 thì anh cũng mong cho cái phiên tòa nó có những cái nó diễn ra theo anh đúng Quang, cái chiều hướng mà Đinh Lan muốn. Anh Quang kêu gọi mọi người tới đó tham dự phiên tòa để thử coi đối xử như thế nào. Vào lúc mấy giờ Đinh Lan? 29 tây tháng 12. Dạ, 29 tháng 12, em 13:30 ngày 29 tháng 12, em đưa 13:30. Em đưa lên cho mọi người thấy luôn đi, địa điểm luôn. Sao đọc ngược sao mình ta đọc? Đâu, không đọc có ngược này. Được cái này không có đọc ngược đâu, cái này là ok. Nè, bây giờ nè, đọc được không bà con ơi? Đọc được. Đây, nhìn đi. Đó. 13:30. Chờ nha, đúng ngày rồi, 13 giờ rưỡi ngày 29 tháng 12 có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ
Địa chỉ là 471 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Rồi, mọi người thấy hết rồi đó. Nhớ mọi người phải đeo khẩu trang nha, giữ khoảng cách 5K theo đúng quy định nha. Đinh Lan không có kêu gọi gì tới, tới đông người để thử coi là thành phố Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một xử như thế nào. Ok rồi, trước khi mình kết thúc cái chương trình hôm nay. Anh tới nó sẽ gặp bà Hằng. Tới đó sẽ gặp được bà Hằng. Tới đó sẽ gặp được bà Hằng hả? Thấy được dung nhan thật sự của bà phải không? Đúng nha, dung nhan không qua app đúng không? Thưa quý vị, có cái này nè, bây giờ nãy giờ quý vị thấy cái dung nhan của Đinh Lan là dung nhan thật sự đó nha, dung nhan này không qua app đúng không Đinh Lan? Có qua app không? Em biết app là dụng gì em không biết, anh gọi mình single mà. Đúng rồi, cái này không có app, đúng rồi, cái này không có app. Yeah. Mà thấy quý vị, single mà. Quý vị cho Đinh Lan số 1 nếu mà quý vị thấy Đinh Lan đẹp đi. Nhưng mà cái này nè, phải khen nè. Hôm nay nhìn thấy là đẹp mặt mà hơn những lần trước luôn đó nha. Mái tóc cũng đẹp nữa. Cái mái tóc này á, vài bữa nữa anh mượn để làm, anh làm mẫu quảng cáo cái thuốc, cái dầu gội đầu chống rụng tóc cho Phương Ngân á, cái cô em ở đây đó. Cái tóc đẹp đó. Dạ. Nhưng mà bà con biết không, muốn mái tóc mình mà nhiều người bị bạc cái chân tóc á, bây giờ khỏi cần phải nhuộm chân tóc, mình đậu đen á. Đậu đen với hạt thủ ô, bà có cái chân nghe, mỗi ngày ăn chén đậu đen hạt thủ ô, tóc của họ đen xanh luôn, mọc nhiều mà nó lại không có bị cũng như là cái lớp bạc á. Bây giờ bà con cứ nhổ cái sợi tóc bạc đi, nó sẽ mọc lên một sợi tóc bạc khác, nhưng mà đừng nhổ, giữ nguyên và mình ăn đậu xanh chân với hạt thủ ô, chân ở trong gì đó, rồi mình ăn hàng ngày, ăn chén nhỏ vậy thôi, là coi như là chân tóc không bao giờ bị bạc. Đó, nãy giờ nói cái câu đó dễ hiểu nhất luôn á, nãy giờ chỉ có cái đó là dễ hiểu nhất bà con nhớ nha. Tóc bạc thì ăn đậu xanh chưng với hạt thủ ô. Đúng rồi, đậu đen hay đậu xanh vậy? Muốn thì bỏ cục đường phèn vô thôi cho nó ngọt ngọt chút. Ủa, xin lỗi, hồi nãy anh nghe đậu xanh đậu đen lột tùng phèo lên đó, đậu xanh hay đậu đen? Đậu đen mới làm cho tóc không có còn sợi bạc. Rồi dạ. Ok, như vậy thì ô chà, em được số 1 nhiều quá trời quá đất luôn kìa, đẹp duyên dáng. Đinh Lan đẹp không quý vị? Đinh Lan đẹp không quý vị? Em, những người mà muốn người nói mình đẹp nè, những người muốn người khác nói mình đẹp là những người có dấu hiệu bị tâm thần đó nha. Em không có dám nhận cái vụ mà Đinh Lan đẹp không quý vị rồi muốn mọi người khen mình đẹp, không có đâu nha. Hôm nay cái giỡn đây nha. Ok, có muốn anh hỏi mọi người cho em mấy điểm không? Có muốn không? Muốn mọi người chấm điểm em luôn không? Bình thường thôi, đừng hỏi. Chị nói là mọi người muốn cho tóc của mình. Anh đùa thôi, anh nói đùa. Ok, anh nói đùa thôi, không có gì đâu. Yeah. Ừ, tại anh hay nói đùa với lại chị Kim Trang khi mà anh lên show với chị Kim Trang. Bà hỏi người có... Bây giờ bà Hằng bả đòi tự thiêu mọi người ơi. Ngày 15 tháng 12 bả đòi tự thiêu. Nói là nếu mà chính quyền xử lý bả là bả sẽ tự thiêu để cho cả thế giới này biết về bả. Đinh Lan nói thiệt luôn, Đinh Lan cái mệt. Không ác nha, nhưng mà bả tự thiêu đó kệ bả chứ. Đâu phải là cái chuyện mà nhà nước mình ức hiếp bả để bả phải tự thiêu đó, đâu có. Không, cái chuyện bả gây ra tội okay. Thì đâu. Chị Hằng chị không có tự thiêu đâu, đừng có lo. Chị Hằng chị không tự thiêu đâu, mình không có lo cái chuyện đó. Rồi thưa quý vị, hồi nãy có mấy người hỏi là đậu đen với lại cái gì? Thì là đậu đen với lại hạt thủ ô. Bà con của hạt thủ ô á. Chân sao? Hạt thủ ô á. Chân sao? Em chân sao? Em chỉ mọi người luôn đi. Cái hạt thủ ô thì nó có từng miếng như là thôi, mình tầm nhỏ ra. Đậu đen thì nó đã hột nhỏ sẵn rồi, rửa sạch hai cái đó bỏ trong cái chén, xong nấu cách thủy cho nó mềm hai cái đó thôi, cái mình ăn cái đó. Nếu mà mình muốn nó ngọt hơn nữa thì mình bỏ thêm một cục đường phèn vô, mình ăn cái đó giống như ăn chén chè vậy. Trời ơi, nhưng mà nói thêm nghe một điều nữa nha bà con, những người nào muốn mà giảm cái bụng mỡ của mình á thì đậu đen nó được nhuận trường đó, cho nên là những ai mà muốn cái bụng của mình nó xẹp đi, tại vì đa phần á những cái người mà coi như là muốn giảm cân, cái bụng mình nó eo thon lại thì ăn đậu đen, ăn lố hơn một chút xíu sẽ rối loạn tiêu hóa và nó sẽ đi sạch cái ruột, mà sạch cái ruột là cái bụng nó sẽ xẹp lép, cho nên nó vừa đẹp da đẹp tóc mà đẹp luôn cả vóc dáng. Ok, cái hà thủ ô nha, hà thủ ô chứ không phải hà tử ô nha. Hà thủ ô á, bây giờ muốn á thì đi ra tiệm thuốc bắc á. Ok, thuốc bắc hay thuốc nam gì đó, hỏi mấy ông thầy đông y đó là họ ra thuốc bắc đó. Ok. Bán mua mấy lần thôi. Rồi có nhiều người ủng hộ xăng để cho bà Nguyễn Phương Hằng tự thiêu đó.
Rồi, ok, như vậy thì quý vị không có câu hỏi gì cho Đinh Lan nữa, tại vì bây giờ đã hiểu hết rồi. Ok, hiểu cái cách mà em chỉ ăn cái gì đó, ăn hòa tổ ô với lại đậu đen thôi, chứ còn cái kia với chắc không có hiểu đâu, anh cũng không hiểu gì hết. Để anh coi Nhưng mà coi. đậu đen ăn nhiều thì cái nó sẽ nhuận trường. Nói thêm là đậu đen mình nấu dư ra chút xíu, mình ăn nhiều thì nó tốt thôi, nó tốt cho nó detox được đường ruột mình thôi, cái bụng mình xẹp đi thì con người của mình nó không có À, độc tố tại trong đường ruột, lâu lâu cũng độc tố. không, cái này anh tin, cái này anh tin, tóc đen đẹp mà cái dáng cũng đẹp nữa, cái dáng của Đinh Lan rất là đẹp nha quý vị nha, cái dáng rất là đẹp á, chắc nhờ ăn đậu đen đâu, đứng lên cho mọi người xem cái eo của em thì Đúng để rồi mà. yes. Khoan từ từ nha, là bây giờ phải đẩy cái này xa mới đứng coi được hết nha. Tại cái bụng nó bằng phẳng mà không biết sao ăn đậu đen nhiều á, Thấy cái phần chưa, mỡ bụng nó không có, đúng rồi, nó không có. phải nói có sánh, Bà con biết nó không, có sách mách có chứng liền ngay lập tức luôn, thấy chưa, rồi cái như bụng bằng vậy phẳng lắm thôi. bà con, cái bụng rất là bằng phẳng ha. Ừ Để đi rồi, lan để xa chút xíu đi, đứng không thấy rồi, mọi người thấy hết rồi. nè mọi người thấy không, cái bụng không một miếng mỡ, đi lan xanh bốn con rồi mà cái bụng không một miếng mỡ mà thậm chí còn 6 muối nữa Thấy chưa, rồi đó. Phần mông và tất cả mọi thứ thì bình thường, ừ. thì bà con tự động ăn đậu đen để nó detox được cái đường ruột của mình. Nếu như mà mình ăn đậu tóc và hạt của ô thì nó cũng tốt cho tóc ha, đậu đen cũng tốt cho tóc, nhưng ngược lại ăn nhiều đậu đen dư một chút xíu sẽ tốt cho cái bụng trường và cái bụng của mình nè. À, mình nghĩ đi, mình tưởng tượng một ngày mình ăn tô mì gỏi, tô dĩa mì ý hoặc là tô phở, tất cả nó đóng vô cái khối bao tử một đống vậy nè, Ừ. thì cái lượng mà thực phẩm mình vô bao nhiêu thì nó lượng ra trong cái chỗ cái túi phân nó bao nhiêu. Thì như vậy hàng ngày mình phải phải cho cái đó ra, thì đậu đen chính là một cái chất để mà nhuận trường cho tất cả những cái độc tố là trong phân nó đi ra hết ra ngoài. Cho nên ăn đậu đen dư một chút xíu nó sẽ giúp tốt cho cái bộ phận tiêu hóa của mình, nó đi ra như vậy. Khi như vậy thì cái mình nạp cho bao nhiêu thì nó đi ra trong cái phần dinh dưỡng thì nó giữ lại, nó nuôi cơ thể đúng không, còn cái phần thì nó sẽ đi ra hàng ngày. Tại vì ngay cả bác sĩ luôn á không có cái chuyện mà đại tiện mà lại perfect như Đinh Lan. Là vì sao biết không, Đinh Lan làm như vậy á thì hàng ngày người lúc nào cũng một ngày làm việc buổi sáng là Đinh Lan đi ra hết những độc tố của ngày hôm trước, ra hết cả một ngày làm việc, không bao giờ có cái cảm giác gì mà bụng đầy hay là như thế nào. Tại vì mình ăn đậu đen hôm trước, hôm sau nó đã ra sạch ruột mình rồi, có phải là trong đường ruột mình đâu có tích tụ được cái độc tố đâu. Thì ăn đậu đen nó tốt thêm một điều nữa, nó tốt cho tóc mà lại tốt cho cái đại tràng nữa ha, bộ phận tiêu hóa của mình nha. Thì thôi, hạt Ok. ô và đậu đen nó là tốt cho tóc lắm. Như vậy thì thưa quý vị, hôm nay quý vị nghe được những cái tin tức hay về của Đinh Lan cung cấp, mà quý vị còn học thêm được cái cách có một cái bài thuốc rất là đơn giản mà hiệu nghiệm nha quý vị. Tại vì bằng chứng đây rõ ràng là Đinh Lan ngồi trước mặt quý vị đó, tóc đen Dạ. đen nhánh, Tóc rồi đen. tóc tốt, rồi body rất là chuẩn. Ok, rẻ Dạ. tiền, dễ làm mà hiệu quả. Rồi, cảm ơn Đinh Lan đã dành cho Dạ. Trust Media một cái khoảng thời gian cả tiếng đồng hồ đó, 1 tiếng 8 phút. Sẽ gặp Dạ. lại Đinh Lan trong cái kỳ tới nếu như mà Đinh Lan có thời gian. Có cái kết quả gì hay có kết quả gì em sẽ nhắn cho anh để mình kịp thời mình lên like. Bà con nhớ đi thăm được cái phiên tòa đó nha bà con ơi. Rồi sau ngày 29 tây tháng 12 ha. Không, ngày 29 tháng 12 mọi người nếu mà có đi được thì lên đi Không thì anh tham nói dự là phiên sau tòa điện đó tử đó, đi. anh nói sau đó có kết Sau đó quả thì đó. có thông tin gì em sẽ báo cho anh. Rồi, Dạ. ok, anh cảm ơn Đinh Lan. Anh Rồi. sẽ gặp lại và sẽ gặp lại bà con mọi người nha. Rồi, Chúc mọi người. cảm ơn mọi người. Chào Đinh Lan nha, rồi cảm ơn mọi Dạ, người chào. đã ủng hộ cho Ok kênh ạ. Trust Media Network trong thời gian vừa qua. Và những người ở bên Hoa Kỳ, xin chúc quý vị một đêm ngon giấc, và những quý vị khán giả bên Việt Nam và phần còn lại của thế giới, xin chúc quý vị một ngày thật là an lành nha. Bye bye.